Chuyện ngôn tình ám dục tập 37. Được rồi, giọng nói của người đàn ông như có chút tiếc nuối. Giải tán thì giải tán đi. Ban đầu tôi vốn dĩ còn có bản hợp đồng muốn cùng Vương Tổng bàn bạc. Nếu như vậy, coi như xong, tôi để công ty khác đảm nhận. Dung Ân nhíu mày, thất thần nhìn về gương mặt tựa như đang trêu ngươi này. Cô dùng sức lục lọi trí nhớ, cuối cùng Dung Ân vẫn chán nản. Người đàn ông này cô khẳng định chưa từng bước qua. Nhưng nếu không quen biết, trong lời nói của hắn vì sao không có chút hảo ý? Duật tổng, thời gian còn rất sớm, ngồi nữa có sao? Đúng rồi, tài vụ của công ty chúng tôi, Tiểu Triệu, có một giọng hát rất hay. Tiểu Triệu, đi chọn một bài cho Duật tổng hát nào. Dạ vâng, Vương tổng. Tiểu Triệu đi tới trước đầu máy. Dung Ân mở rộng tầm mắt. Cô chưa bao giờ đồng ý Vương Tổng làm như vậy. Ngay cả Lý Hủy bên cạnh cũng bắt đầu căm giận bất bình. Nhưng kia là cậu ruột của cô. Cô chỉ đành phải trợn tròn mắt, ngồi sát lại Dung Ân. Ân Ân, thật xin lỗi, cậu của mình đúng là người như vậy. Đối diện, Duật Tôn đang ở trên cánh tay mỹ nữ, không biết nói đùa câu gì. Hắn liền cười thoải mái. Hắn gương mặt hòa nhã, tay phải mở ra vỗ trên đùi bóng loáng của mỹ nữ. Về sau liền tiến quân thần tốc, ngay trước mặt của mọi người đem cái tay kia thẳng đưa vào bên trong váy ngắn của mỹ nữ. Ừ, Duật tổng, nhiều người như vậy à. Mỹ nữ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tiếng nói kiểu mỹ mềm mại đáng yêu có thể làm cho đàn ông tan chảy như nước mùa xuân. Trong đám đồng nghiệp đến đây, 8/9 phần 10 cũng là da mặt mỏng. Lý Hủy mặt đỏ lên, ngay cả Dung Ân cũng cảm thấy lúng túng vô cùng, đem mặt hướng sang một bên khác. Duật tổng, lần này còn phải cảm ơn Nghiêm Tước nhiều. Theo lý thuyết đơn giản, hẳn là tôi nên mua... Vương tổng, chỉ cần mọi người làm tốt, một đồng tiền phúc lợi, Nghiêm Tước chắc chắn sẽ không thiếu các người. Duật Tôn mỉm cười, Vương tổng ý vị cúi người gật đầu. Có những lời này của ngài, tôi có thể yên tâm rồi. Tay Duật Tôn vùi sâu vào trong váy ngắn của mỹ nhân, động tác phối hợp, chọc cho đối phương đem thân hình xinh đẹp kia dựa hẳn lên vai hắn. Duật tổng, ngài nhẹ một chút, em chịu không được. Ngực Dung Ân cảm thấy nghẹn, dường như rất khó chịu. Vừa mới rơi xuống nước, hiện tại cơ thể vẫn lạnh như băng. Hơn nữa buổi trưa ăn không cơm, không nhiều cơm, trong không khí lại bức bách như vậy. Mùi thuốc lá trong tay ông chủ chui vào mũi. Cô muốn chịu đựng nhưng vẫn không khống chế được phản ứng bản năng, nôn ọe. Cô khom lưng nôn khan không ngừng. Ân Ân, cậu làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đây không? Lý Hủy lo lắng vỗ vào phần lưng của cô. Vương Tổng sắc mặt xanh mét, có thể phun ra lửa. Hắn dùng sức dụi tắt đoạn thuốc ở trong cái gạt tàn, vốn định phát cáu, nhưng trước mặt Duật Tôn càng phải cứng ngắc cổ họng mà nói. Dung Ân, cô không sao chứ? Cậu, Ân Ân nhất định là vừa mới uống quá nhiều rượu, cô ấy dạ dày vốn không tốt. Tôi thấy không phải đâu. Lúc Vương Tổng đang muốn thuận lý do này nói tiếp, người đàn ông cũng đã mở miệng trước. Hắn đưa tay từ trong vai ngắn của mỹ nữ mà rút ra. Dung tiểu thư, cô đừng nói với tôi là cô bị ghê tởm đến buồn nôn nhá. Dung Ân nghe vậy, nôn khan càng dữ dội. Thôi đi, tôi cũng không còn hứng tiếp tục chơi nữa, giải tán đi. Duật Tôn cởi ra hai nút áo ở cần cổ, lộ ra da thịt màu đồng, hình xăm thương long trên ngón trỏ tay trái ở trên mặt bàn ghẽ nhọ xuống. Tính tiền. Ơ kìa, đừng như vậy, Duật Tổng, thời gian còn sớm, chơi chút nữa đi. Vương Tổng cố gắng giữ lại, cặp chân đứng lên. Lần sau còn có cơ hội. Duật Tôn ánh mắt quét về phía Dung Ân. Chuyện tình yêu nam nữ cô chưa từng có sao?
sao lại cảm thấy buồn nôn? Hay là cô từng bị ngược đãi, sợ à? Dung Ân lấy tay phải che miệng, cô cố nén khó chịu, trong hốc mắt phát ra chút chua xót. Đột nhiên đứng dậy, bởi vì dùng sức quá độ, hơn nữa tốc độ rất nhanh, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào trên người Lý Hủy. Cô không chút suy nghĩ, trực tiếp quơ lấy chén rượu trên bàn, hướng gương mặt tuấn tú, xem ra không chê vào đâu được, liền dội xuống. Biến thái! Dung Ân! Vương Tổng giống lên một tiếng như sư tử. Dung Ân để chén rượu xuống, ôm lấy Dạ Dạ đang chơi đùa bên cạnh, không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Lý Hủy tức giận mà trừng mắt hướng cậu của mình, vội vã đuổi theo đi ra. Chất lỏng màu nâu nhạt theo gương mặt tinh xảo của hắn chảy xuống, cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu chật vật. Ngồi ở trên ghế salon, mỹ nữ vội rút ra khăn giấy lau cho hắn. Duật Tổng! Dung Ân một mạch chạy ra khỏi quán nữ sắc. Trong ngực Dạ Dạ trở nên thật biết điều, chỉ giơ lên một đôi mắt nhìn cô. Dung Ân vọt tới ven đường, thở dốc, khom lưng khóc thảm thiết. Đèn đường đồng loạt sáng, lúc này mặc dù đã muộn, lối đi bộ vẫn đông người. Tấm biển quảng cáo ở phía xa, ở trong bóng đêm cao vút, đầy màu sắc sáng rực. Lúc Lý Hủy đuổi theo đến nơi, liền liếc mắt thấy Dung Ân đang đứng ở ven đường. Cô không lập tức tiến lên mà dừng bước chân. Dung Ân hình như đang khóc, hai vai cô khép lại, toàn bộ lưng được đèn đường màu da cam chiếu rọi xuống, bày ra bộ dạng yếu đuối, run rẩy. Lý Hủy mím môi, cô đi lên phía trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Dung Ân, kéo cô lại gần, để cho đầu của cô tựa sát tại chính cổ mình. Ân Ân, cậu đừng khóc nữa, thật xin lỗi, cũng là cậu của mình không tốt. Ông ấy muốn tiền, đến phát điên rồi mới có thể để nhân viên của mình bị người khác tùy ý mà làm nhục. Ân Ân. Dung Ân lắc đầu, muốn mở miệng, nghẹn ngào nói không ra lời. Cô chưa từng nghĩ tới muốn khóc, nhưng lúc Duật Tôn nói ra những lời kia, cả người cô giống như là bị cái gì đập trúng. Mỗi cái dây cung trong lòng kịch liệt, co rút đau đớn. Nam Dạ Tước, ai cũng không thể nhắc tới. Cô không nghĩ tới, lúc nhớ tới anh tim lại đau đớn như vậy, đau đến ngay cả nâng người đứng lên cũng không nổi. Những lúc một mình, cô chưa bao giờ suy nghĩ, Lý Hủy cũng sẽ không nói. Cô đã muốn để lòng mình hoang vu như vậy, tiếp tục cuộc sống bình thường mà đơn giản. Nhưng không được, đi đến chỗ nào cũng đều có bóng dáng của Nam Dạ Tước. Những chỗ anh từng đi qua, tồn tại ý thức mạnh như vậy. Hô hấp của anh phảng phất ở bên tai, mỗi câu anh nói cũng thỉnh thoảng quanh quẩn bên tai cô. Chẳng lẽ thật sự là địa ngục quá lạnh, anh muốn kéo cô đi cùng sao? Trong phòng VIP, Vương Tổng ý vị chịu tội, vẻ mặt Duật Tôn không biểu hiện gì. Hắn cúi xuống hai chân thon dài, ngồi trở lại trên ghế salon. Ông đi trước đi. Duật Tổng, cô ta chính là trẻ người, không hiểu chuyện, xin ngài đừng chấp vặt. Trẻ người? Duật Tôn nhướng mày hừ lạnh. Được rồi, tôi sắp có bạn tới, ông đừng ở chỗ này cản trở. Vương Tổng khuyên can mãi, lúc này mới lôi kéo mọi người rời đi. Cặp chân người đàn ông đặt ở trên mặt bàn, thần sắc rất không thoải mái. Vết rượu màu nâu nhạt đang theo sợi tóc trước trán mà chảy xuống. Mỹ nữ ở bên cạnh không ngừng lau, bộ dáng đau lòng. Cái cô gái này không có ăn có học rồi lại dám làm ra chuyện như vậy. Duật Tôn không kiên nhẫn, nhận lấy khăn giấy, lãnh đạm nhếch liếc nhìn cô. Cô cũng đi ra ngoài đi. Duật Tổng, đêm nay em sẽ ở bên hầu hạ ngài. Từ biểu hiện vừa rồi của hắn, đối với sự mời gọi của mỹ nhân, hắn nhất định sẽ như ác lang vồ mồi. Còn người bén nhọn của hắn liếc về phía rãnh ngực như ẩn như hiện của mỹ nữ. Hắn thu hồi cánh tay, khoác ở tay đối phương, vắt lên chân mày, ngữ khí lộ khinh thường cùng trào phúng. Sợ rằng không được,
trừ phi cô trẻ lại mấy năm nữa. Mỹ nữ mở to hai mắt. Giật tổng thật biết nói đùa, người ta bất quá cũng mới 23 tuổi. Khóe miệng ruột tôn càng dương cười, du côn 10 phần. Tôi nói, tôi thích chơi học sinh, mới mẻ kích thích, đã hiểu chưa? Hắn vỗ vỗ khuôn mặt cứng đờ của mỹ nữ, từ trong bóp ra móc ra một tệp tiền, nhét vào trong tay cô. Đi ra ngoài. Mỹ nhân quét mắt qua, cũng không biết số lượng nhiều hay ít, nhưng chắc chắn là rất dày. Cô vui dạo dực đứng dậy. Cảm ơn giật tổng. Dung Ân thật lâu sau mới dừng khóc. Lý Hủy không yên lòng, nhất định muốn đưa cô trở về. Ân Ân, hiện tại đã quá muộn, hay là thuê xe? Hủy, cậu cứ về đi, không còn sớm nữa, không nên để cho mẹ cậu lo lắng. Không, mình không sao, mình đưa cậu về trước, đến lúc đó về nhà thì cũng giống nhau. Không cần mà, mình cũng không phải đi bộ trên đường tối mà về, hơn nữa chúng ta cũng không thuận đường. Dung Ân đi tới ven đường, giơ tay vẫy chiếc xe cho Lý Hủy vào. Đây là phố xá sầm uất, thuê xe dễ dàng, bác Tài cứ lái xe đi đi. Cô đóng cửa xe, Lý Hủy từ cửa sổ xe lộ ra cái đầu. Ân Ân, về nhà rồi thì gọi điện thoại cho mình nhé. Ngày mai tới công ty, chúng ta gặp lại. Ừ, mai gặp lại. Nước mắt trên mặt Dung Ân vẫn chưa khô. Cô chưa bao giờ trang điểm, lông mi bởi vì nước mắt mà ngưng tụ ở chung một chỗ. Cô ôm chặt Dạ Dạ trong ngực. Bây giờ đã là cuối mùa thu, ban ngày không quá lạnh. Đến buổi tối, gió lạnh lại mãnh liệt. Cô dậm chân đem khuôn mặt nhỏ nhắn đông cứng trên lưng Dạ Dạ, vuốt ve mấy cái. Không quá 3 phút đồng hồ, liền có xe chạy tới. Lúc chui vào, khí ấm đập vào mặt, đem rét lạnh trên người đuổi hết. Buổi sáng, lúc thức dậy, Dung Ân rất không cam lòng. Nhưng hiện tại, muốn tìm một công việc nào có đơn giản như vậy. Đi tới công ty, Vương Tổng sáng sớm đã chờ ở đó. Dung Ân còn chưa kịp để túi sách xuống, đã bị gọi vào phòng làm việc. May mà ông cũng không chửi ầm lên, chẳng qua dùng tình dùng lý, nói chuyện cái gì mà hiện tại công việc khó tìm, hơn nữa ở đây đãi ngộ không tồi. Xong cuối cùng chính là muốn Dung Ân tới Nghiêm Tước tìm Duật Tôn để xin lỗi. Vương Tổng, hẳn là tối qua có cái thái độ mà ngài đều nhìn thấy, sao lại muốn tôi xin lỗi? Dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta là con tôm nhỏ, đối phương là cá lớn. Dung Ân à, nói xin lỗi không làm mất của cô một miếng thịt nào, đúng không? Vương Tổng cố gắng khuyên bảo. Nếu không thì như vậy, sau khi cô trở lại, tôi sẽ tăng lương cho cô. Vương Tổng, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Tôi cảm thấy nhất định không tiếp rượu ngọt phạt mới được có hợp đồng sao? Dung Ân quay đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Vương Tổng tức tới nghiến răng. Không có biện pháp nào. Ai bảo Nghiêm Tước nhìn trúng thiết kế của Dung Ân. Cô không chịu cúi đầu. Duật Tôn bị dội rượu cũng không có làm khó cho công ty bọn họ. Dung Ân thủy chung nghĩ không ra bên trong có gì khác thường. Công ty Nghiêm Tước lớn như vậy, theo lý thuyết cho dù tùy tiện ở lối đi bộ tìm kiếm cũng sẽ không đến phiên các cô. Dung Ân nhíu đầu lông mày, không khỏi nhớ tới công ty Sang Tân. Nam Dạ Tước vì bức bách cô cũng dùng thủ đoạn như vậy. Dung Ân không dám nghĩ, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Cô âm thầm quay đầu xuống. Không thể, cô cùng Duật Tôn không thù không oán, lúc trước vậy cũng chưa từng gặp mặt. Cuối thu chính là lạnh giá. Hôm nay gió thổi liền thay đổi ngay. Lý Hủy rất thích ăn lẩu, luôn lôi kéo Dung Ân đi. Ân Ân, buổi tối lạnh quá. Được rồi, cũng biết cậu thèm ăn rồi chứ gì. Dung Ân thu dọn đồ đạc. Đi thôi, mình mời cậu đi ăn hải sản. Chỗ ăn lẩu
người ra người vào tấp nập. Hai người sau khi tan việc liền đi, nhưng ước chừng đứng xếp hàng hơn nửa canh giờ mới có chỗ ngồi. Nồi lẩu nóng hôi hổi được bưng lên, hơi nóng bốc lên quanh quẩn ở cửa sổ thủy tinh bên cạnh, trong nháy mắt liền nổi lên một tầng hơi nước. Ân Ân, chủ nhật này mình mời cậu đi ăn cơm. Dung Ân gắp xà lách vào trong chén. Sao vậy, mới phát tài à? Không phải, cho cậu gặp một người giúp mình kiểm định. Húy, cậu có bạn trai sao? Dung Ân khóe miệng mỉm cười. Cậu được lắm, lại còn che giấu. Mới thôi, chính là một anh chàng đặc biệt chịu khó theo đuổi mình. Mình cũng từ chối, thấy cũng không tốt. Bây giờ, trước hết để cho cậu xem một chút. Lý Hủy nói như thế, nhưng trong giọng nói kia, Dung Ân có thể nghe ra được chút vui sướng. Nhìn cậu kìa, trông bộ dáng thật hạnh phúc. Nói thật, Ân Ân, Lý Hủy đem thịt dê thả vào trong chén của Dung Ân. Cậu cũng trưởng thành rồi, bản thân có điều kiện tốt như thế, nếu muốn tìm được người giàu có cũng dễ dàng. Cậu cũng quan tâm đến chuyện của mình một chút đi. Hủy, có giản đơn như vậy đâu. Dung Ân nhẹ mỉm cười. Chuyện này không phải đi chợ mua bán thức ăn. Ai nói không dễ, mấy nam đồng nghiệp theo đuổi cậu, nhưng cậu cũng chỉ phản ứng lãnh đạo. Dung Ân uống một ngụm nước, để chiếc đũa xuống bàn. Còn nhớ rõ chuyện ngày đó ở quán bar nữ sắc không? Hai người chúng ta bị ép uống rượu, những người đó cũng không phải ở đó sao? Có ai đứng ra? Còn không phải nửa câu cũng không dám nhiều lời à? Núp ở góc như người tàng hình ý. Ân Ân, không có cách nào khác, đây chính là thực tế. Lúc đối mặt với tình địch, có mấy người đàn ông dám đứng ra đây? Không đúng. Dung Ân cắn chiếc đũa, vừa mới muốn nói gì liền lắc đầu. Thôi bỏ đi, lúc duyên phận đến, có muốn ngăn cản cũng chẳng được. Lúc đi ra, trước mặt có rất nhiều đĩa gia vị. Lý Hủy đem món ăn bỏ vào. Bơ đậu phộng, cậu thích? Hai người vừa nói vừa cười. Ăn xong, Dung Ân lấy ví chuẩn bị trả tiền. Keng một tiếng, thình lình thứ gì rơi xuống đất. Lý Hủy vội khom lưng nhặt. Oa, một chiếc nhẫn. Dung Ân, cậu thật sơ ý, đồ vật quý như vậy mà tùy ý đặt trong ví tiền. Lý Hủy đem cái nhẫn kia cẩn thận chu đáo đưa đến trước mặt Dung Ân. Cô nghĩ thầm, trong bóp của cô khi nào mà lại có chiếc nhẫn này. Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên rơi vào cái nhẫn. Trong mắt của cô chợt trợn tròn lên. Này, đây là... Ân Ân, cậu sao vậy? Lý Hủy sắc mặt do dự tò mò. Đây là nhẫn của Nam Dạ Tước, Dung Ân sẽ không nhận lầm. Ngay lúc anh gặp chuyện không may, anh vẫn còn đeo trên tay chiếc nhẫn. Ví của Dung Ân chưa từng có người chạm qua, bên trong có những thứ gì cô so với ai khác là rõ ràng nhất. Lúc tan việc, cô còn muốn lấy thẻ ra, lúc ấy cũng không có cái nhẫn này. Hủy, mới vừa rồi có người động tới đồ đạc của mình không? Không có, sao vậy? Cậu có chắc không có người đụng tới chứ? Sắc mặt của Dung Ân trắng bệch, hai tay run rẩy đặt trên đầu gối, không dám cầm lấy chiếc nhẫn. Không, không có đâu. Lý Hủy thấy thần sắc của cô thay đổi, biết trong đó có chuyện. Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? À, mình vừa rồi đi lấy đồ gia vị. Cô chỉ hướng quầy phục vụ, nhưng cũng chỉ một lúc thôi. Dung Ân nắm chặt ví trong tay, trên trán không biết là bởi vì nóng hay còn nguyên nhân gì khác, toát ra một tầng mồ hôi hột mịn mà chảy xuống. Hủy, chúng ta đi thôi. Thần sắc cô bối rối, lúc đứng dậy làm đổ chén đồ uống. Dung Ân đem ví tiền cùng điện thoại di động bỏ vào túi sách, vội vã tới quầy thanh toán. Ân Ân, cậu chờ mình một chút. Lý Hủy chạy chậm đuổi theo, ra khỏi quán ăn liền kéo tay cô. Này, chiếc nhẫn của cậu, cậu cầm lấy. Lý Hủy đem chiếc nhẫn trong tay giao cho Dung Ân. Cô giống như cầm củ khoai nóng phỏng tay, không biết phải làm sao.
Trên mặt nhẫn có hoa văn đơn giản. Nam giả tước nói, đó là độc nhất vô nhị. Hủy, cậu biết đồ này của ai không? Lý Hủy sắc mặt nghiêm trọng, là của người nào sao? Buồn bực chặn ngang ngực Dung Ân, cô mở lòng bàn tay, rất nhanh giơ lên. Ánh mắt toát ra thần sắc phức tạp nói, Nam giả tước. Lý Hủy kinh ngạc, thiếu chút nữa hô ra tiếng. Vậy làm sao hiện tại xuất hiện trong ví cậu? Dung Ân cắn môi dưới, lúc buông ra, dấu răng rõ ràng ẩn hiện. Mình cũng không biết. Ân Ân, chúng ta mau trở về thôi. Lý Hủy nhìn bốn phía xung quanh, thần sắc nghiêm trọng, lôi Dung Ân tới giao lộ. Lý Hủy vốn định đưa cô trở về, nhưng Dung Ân nói không cần, tự thuê xe về. Trên taxi, Dung Ân mở hai tay ra, chiếc nhẫn bạch kim trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng lạnh. Hai tay cô thu về, cảm giác được kim loại đâm vào da thịt, nguội lạnh vô cùng. Tài xế chuyển hướng, lái xe đi vào đường nhỏ. Đường này dễ đi, một hồi là tới ạ. Dung Ân mắt điếc tai ngơ, cúi thấp đầu. Ngay lúc xe sắp tăng tốc, đuôi xe chợt bị đụng vào. Dung Ân đảo hướng cửa xe, cánh tay gắng sức khua đi qua. Làm sao vậy? Tài xế nhìn về phía kính chiếu hậu, còn chưa kịp phanh xe, cú va chạm mạnh hơn lại lao đến. Thân xe bị đụng phải, ngã qua trái qua phải. Dung Ân ở phía sau nhìn lại, chỉ thấy hai ba cỗ xe màu đen trái phải áp tới. Nhìn dáng dấp cũng không phải là sự cố tình cờ. Ngực cô kịch liệt nhảy lên, bên trái xe một cái đòn mạnh mẽ nghiêm trọng. Xe taxi quay cuồng ở ven đường, bốn bánh xe hướng lên trời. Nửa người trên Dung Ân bị văng khỏi cửa sổ xe, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, muốn mở mắt, nhưng mí mắt giống như là bị dính chặt, khiến cô không còn sức lực. Tầm mắt bị chất lỏng sền sệt mơ hồ chảy qua, trên trán máu tươi nồng đậm theo mi cô chảy thẳng ở trên mặt, theo hai gò má ướt đẫm đỏ. Xe màu đen đã dừng hẳn, người đàn ông đi xuống, mấy bước đi tới bên người Dung Ân. Cô bắt chặt chân mày, thấy không rõ là ai, liền ngất đi. A Nguyên mắt lạnh lùng liếc nhìn, từ trong túi quần móc ra một khẩu súng, đem họng súng đen ngòm ngắm ngay huyệt thái dương của Dung Ân. Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao hạng sang kêu gào từ đầu hẻm truyền đến. Mọi người quay đầu lại, liền thấy một chiếc xe Bugatti màu trắng ngạo nghễ dừng ở ven đường. Người đàn ông bước xuống, toàn thân lộ ra vẻ toàn bạo. Che bóng đi tới, sắc mặt khó coi cực điểm. A Nguyên liền thấy viên kim cương bên tay trái người đàn ông, đảo mắt, anh cũng đã đứng trước mặt hắn. Nam dạ tước lạnh lùng ngắm nhìn Dung Ân, gương mặt tuấn tú, trong nháy mắt như băng hàn đông lạnh cùng cực. Còn người anh bén nhọn quét về phía A Nguyên. Người kia chột dạ rời tầm mắt hướng khác, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Chát một tiếng, Nam dạ tước một cái tát vung qua, mặt A Nguyên nghiêng sang một bên, khóe miệng tan vỡ, có mùi máu tươi ở bên trong miệng tràn ra tới. Đây là Nam dạ tước lần đầu tiên chủ động đánh hắn. Chương 123. Không còn xứng sinh con cho anh. A Nguyên, cậu còn coi tôi là đại ca sao? Sắc mặt Nam dạ tước phẫn nộ quát. Thật xin lỗi. Nam dạ tước thấy chiếc xe kia lật nhào, vẫn còn nguyên vẹn. Nửa người Dung Ân đã nhào ra ngoài, một cánh tay buông thõng trên mặt đất. Máu tươi trên trán trôi theo gương mặt chảy dài trên cánh tay. Sắc mặt anh không thay đổi, chỉ là đôi mắt đen sẫm, u ám đi rất nhiều. Ánh mắt của người đàn ông khẽ nheo lại. A Nguyên theo anh đã lâu, hiểu rõ đây là dấu hiệu anh đang rất tức giận. A Nguyên cúi thấp đầu, tầm mắt dừng lại trên mặt Dung Ân.
Người phụ nữ này đúng là kiếp nạn của Nam Dạ Tước. Đại ca, đại ca, anh gặp chuyện không may là do cô ta làm hại, sao lại không để cho tôi giết cô ta? A Nguyên, tôi biết cậu sẽ không phản bội tôi, cho nên mới tìm cậu quay về. Tôi cũng đã nói, các người không ai được phép đụng đến cô ấy, nhớ chưa? Nam Dạ Tước tới trước mặt A Nguyên, ánh mắt áp sát vào hai mắt của người đàn ông, đôi mắt bén nhọn giống như lưỡi dao. Đại ca, anh đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được. Lúc trước tôi nghe anh thừa nhận cô ta làm chị dâu, nhưng... A Nguyên nhớ tới lần ám sát đó, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô ta có thể làm hại anh như thế, người phụ nữ như vậy không thể giữ lại. Có thể giữ lại hay không, tôi không cần cậu phải dạy tôi. Nam Dạ Tước mở cửa xe, Dung Ân mất đi ý thức ngã ra, bị anh đưa từ xe taxi ra. Người đàn ông xem xét trên người tài xế trước mắt đang hôn mê. Gọi xe cứu thương. Nam Dạ Tước ôm ngang người Dung Ân, lúc xoay người, cặp chân cứng ngắc, không thể lập tức cất bước. Cảm giác hoảng hốt này anh không biểu hiện ra trước mặt người khác, kém một bước, thật chỉ kém một bước. Thiếu chút nữa, Dung Ân đã bị chết dưới súng của A Nguyên. Người phụ nữ này suýt nữa đã hại chết anh, gần như ở trước mắt anh bị giết. Nam Dạ Tước ôm chặt lấy cô, khoảng trống trong lòng chợt co rút đau đớn. Đôi mắt rủ xuống nhìn gương mặt này, anh sẽ không để cô chết. Một mạng đổi lấy một mạng, đó là cách làm của anh đối với người khác. Đau đớn anh phải chịu, cô cũng nên nếm thử. Những người đáng tin cậy bên cạnh Nam Dạ Tước đã được gọi trở về. Thật ra thì anh đã sớm an bài mọi chuyện. Xem ra đĩa CD đưa đến cho Bùi Lang làm cả máy tính cũng tê liệt, không tìm được đầu mối hữu dụng nào, cho nên ban đầu khi thẩm tra cũng không đến nơi đến chốn. Nam Dạ Tước một lần nữa trở về có thể quang minh chính đại. Dung Ân bị thương nhưng cũng không nặng, trên trán quấn băng gạc, trên mu bàn tay trắng nõn dịch truyền theo ống kim tiêm cắm vào kinh mạch trên người. Thủ pháp băng bó của Từ Khiêm gần như hoàn mỹ. Hai tay anh vỗ nhẹ. Không có chuyện gì, không chết được, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Hai tay Nam Dạ Tước khoanh trước ngực. Cậu đi ra ngoài trước đi. A Nguyên sau khi trở về liền quỳ gối trong phòng, không đi vào. Trong lúc tối nay gặp tận trận tuyết mùa đông, người đàn ông quỳ thẳng người, tuyết rơi là tả trên đầu vai, trên tóc tuyết cũng bắt đầu ngưng tụ. Một cô gái 20 tuổi mang dép đến, vai ngắn, xung quanh vừa khít vùng mông, đường cong gợi cảm. Cô ta trẻ tuổi, trên mặt hiện ra nét quyến rũ, không như những cô gái đồng lứa khác. Ồ, A Nguyên. Cô gái dừng lại. Làm sao anh quỳ gối ở đây? Không phải là chịu phạt chứ? Người đàn ông ngẩng đầu. Cô gái này hắn đã gặp qua mấy lần, quan hệ cùng Nam Dạ Tước cũng không đơn giản. Hắn thậm chí từng nghĩ đến cô là chị dâu của bọn hắn. Dung tiểu thư. Dung Ái ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông. Mặt của anh, Tước đánh anh sao? Là lỗi của tôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh ấy sao lại đánh anh? A Nguyên là thân tín đắc lực của Nam Dạ Tước, anh làm sao vô duyên vô cớ lại ra tay đánh hắn? Người đàn ông mặc dù chịu phạt nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ không phục. Đại ca bị cô ta làm hại còn chưa đủ sao? Dung tiểu thư, tôi thật không biết trong lòng đại ca nghĩ thế nào. Người phụ nữ kia chính là bò cạp độc. Không, so với bò cạp còn độc hơn ấy. Lần trước chúng tôi ở bến tàu gặp chuyện không may cũng là vì cô ta bán đứng đại ca, trộm đĩa CD rời khỏi đây đem giao cho người khác. Tôi cũng chỉ vì tức giận quá muốn giết cô ta, lại bị đại ca đi trước một bước ngăn cản. Cái gì? Tước gặp chuyện không may chính là vì người đàn bà kia? Cô ta bây giờ ở đâu? Dung Ái nhìn quanh, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn cùng độc ác. Cô ta bị thương, được đại ca mang trở về phòng.
anh ấy lại còn đem cô ta về. Tiếng nói Dung Ái đầy bén nhọn, trong mắt hiện ra sát khí. Dung Ái tiểu thư, còn chuyện đại ca trúng độc, ban đầu trong phòng bệnh chỉ có một mình cô ta, là cô ta trơ mắt nhìn tên y tá kia tiêm thuốc độc Azerbaijan cho đại ca. Hơn nữa, người chỉ thị làm việc đó chính là người yêu cũ của cô ta đấy. A Nguyên đối đầu với Dung Ân quả thực là hận tới xương tủy. Hồng nhan họa thủy, có cô ta ở đây một ngày, nguy hiểm bên cạnh Nam Dạ Tước cũng sẽ không biến mất. Tuy là sau đó đại ca nói cô ta không liên quan, nhưng tôi từ tờ đầu đến cuối không tin. A Nguyên, cậu không làm sai, đừng quỳ. Dung Ái đứng dậy, cánh tay muốn kéo A Nguyên. Không, đây là đại ca phạt tôi. A Nguyên tính tình cũng rất bướng bỉnh, quỳ gối từ đầu đến cuối, ngay cả đầu gối cũng không nhúc nhích. Dung Ái vác túi sách đi vào sảnh chính, cô cởi giày, thay dép đi vào. Mới xuyên qua hành lang, đã nhìn thấy hai tên vệ sĩ canh giữ trước cửa phòng Nam Dạ Tước. Cô bước đi nhanh hơn, vừa mới đi tới gần, liền thấy Nam Dạ Tước đi ra ngoài. Tước! Cô gái tựa sát vào, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương khoác lấy khuỷu tay người đàn ông. Làm cái gì vậy? Em về rồi à? Nam Dạ Tước liền nhìn gương mặt tinh tế của Dung Ái. Bất quá, chỉ mới 20 tuổi, đã biết cách ăn mặc phong tình vạn chủng. Thành phố Bạch Sa thật tuyệt, nếu sớm biết như thế, lúc đầu em đã cùng anh đi tới. Dung Ái tựa đầu khẽ vào vai của Nam Dạ Tước. Tước, trong phòng có ai không? Sao lại có vệ sĩ đứng ở nơi này? Gương mặt Nam Dạ Tước lộ vẻ mệt mỏi, thuận miệng trả lời. Không có, mau đi ngủ đi. Anh đứng dậy, đi về hướng phòng khách, cánh tay trong lòng ngực cô gái cũng rút ra. Dung Ái đứng ở đằng xa, ánh mắt trên cửa quét một vòng. Cô cười khẩy, biết Nam Dạ Tước đang nói dối, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt. Cô làm bộ như không biết gì, theo sát bước chân của người đàn ông. Em đang có hứng chơi, còn chưa muốn ngủ. Nam Dạ Tước nghiêng người dựa vào trên ghế salon, bộ dạng hoàn toàn mệt mỏi. Tivi bên trong phòng khách mở lên, người đàn ông ngửa mặt, từng đường nét trên gương mặt rất mê người. Dung Ái đứng cách anh mấy bước, khóe miệng ban đầu rủ xuống không khỏi dương lên. Cô đi tới trước sofa, ngồi xuống, nửa người trên vừa lúc nằm ở trong khuỷu tay của Nam Dạ Tước. Mùi nước hoa trên nơ kinh điển chui vào mũi, mang theo dụ dỗ ám muội cùng mê hoặc. Anh đã rất lâu không chạm qua phụ nữ, thật không phải là không muốn, mà là... Dung Ái hướng khuôn mặt tinh xảo đến trước mặt người đàn ông, môi đỏ mọng khẽ mở. Cô ta khẽ cắn môi dưới, hàm răng rời đi, để lại đôi môi ẩm ướt sáng bóng. Cô ta ăn mặc khá mỏng manh, thiết kế cổ áo chữ V lộ ra rãnh giữa khuôn ngực trắng nõn nà. Hô hấp Nam Dạ Tước rối loạn, thấy thế hai tay cô ta ôm lấy cổ anh, nghiêng người đứng dậy, cặp chân nhanh chóng dạng ra hai bên cạnh, thẳng lưng người đàn ông. Mông cô ta ngúng nguẩy xuống, cặp mông mềm mại đặt ở nơi cứng rắn đầy dục vọng của Nam Dạ Tước. Dung Ái chưa bao giờ biết thế nào là ngại ngùng, cô muốn ắt phải có được. Đôi môi mơn trớn từ vầng trán người đàn ông thẳng đến chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi cằm, cuối cùng cô ta cúi người xuống, đầu lưỡi định đoạt lấy cần cổ người đàn ông, chăn trở nhiều lần ở yết hầu của anh mà hôn đến ướt át. Trong đôi mắt của Nam Dạ Tước tràn ra ham muốn nóng rực. Dung Ái kéo tay phải người đàn ông, đầu tiên là hé miệng ngậm một ngón tay của anh. Nơi cổ họng Nam Dạ Tước thoát ra tiếng rên rỉ khó có thể ức chế. Cô gái cười giống như yêu tinh, kéo tay của anh qua để lên khuôn ngực mềm mại của mình. Hai người vội vàng ôm hôn, bàn tay người đàn ông rất dùng sức, bàn tay đẩy áo ngực của cô ra, trực tiếp chạm vào. Dung Ái khẽ cắn khóe miệng người đàn ông, hô hấp cũng theo đó mà rối loạn. Tước, anh nhìn xem,
đã đói bao nhiêu lâu rồi, phụ nữ trước kia cũng không thể để anh thỏa mãn sao? Nam Dạ Tước mở mắt, cô gái xoay người đối diện với con mắt u ám của anh. Cô đã sớm mê dại, thân dưới nhẹ nâng lên theo chân của anh bắt đầu vuốt ve. Bàn tay người đàn ông trong áo cô co rút về, hai bàn tay đặt ở eo của cô ta, ngừng động tác. Mặt Dung Ái lộ ra khó hiểu, cánh tay còn nắm thật chặt hông người đàn ông không buông. Nam Dạ Tước không có thói quen ngẩng đầu nhìn người khác, anh một tay nắm lấy cô gái, xoay nhẹ đè dưới thân. Dung Ái lần nữa mỉm cười, tóc uốn sóng lớn tán loạn trên sa lông, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo không chút khuyết điểm, chân mày lá liễu được chăm sóc tỉ mỉ. Tóm lại, trên người cô ta không chỗ nào là không hoàn hảo. Một ánh mắt liếc nhìn là có thể làm cho cánh đàn ông chao đảo ngả nghiêng. Hai cánh tay Nam Dạ Tước chống hai bên người cô, cô gái khẽ mỉm cười, lại đợi không được động tác kế tiếp của anh. Trong mắt người đàn ông, dục vọng đã tắt hơn phân nửa. Dung Ái xinh đẹp cho tới bây giờ vẫn là khuôn mặt động lòng người. Nhưng Dung Ân không giống như vậy, cô ấy chưa bao giờ cố ý che giấu chính mình. Lúc không vui, sắc mặt rất khó coi, khi ngã bệnh, mặt mũi luôn tái nhợt, mà khi cô nằm dưới thân thể anh, khuôn mặt sẽ lại đỏ ửng. Cô tuy không phải là mãi mãi xinh đẹp, nhưng ít ra cô luôn sống thật. Hơn nữa, hỉ, nộ, ái ố cũng không hề che giấu. Dung Ân như vậy, ngay cả lúc cô oán giận anh, trong mắt Nam Dạ Tước, cô vẫn xinh đẹp. Anh đứng dậy, ngón trỏ bôi đi vết son môi dính trên khóe miệng. Dung Ái giật mình ngạc nhiên, nằm trên sa lông hồi lâu, không phản ứng, cho đến khi Nam Dạ Tước sắp đi. Cô còn không kịp sửa sang lại, liền đứng dậy giữ chặt tay anh. Tước! Đi ngủ đi! Người đàn ông bỏ lại câu nói, thân thể căng cứng, lửa cơn rơm sắp bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể bừng cháy. Tước, em muốn cho anh. Nam Dạ Tước khẽ cười, rút tay về. Mẹ em mà nghe được, sẽ sười tái anh mất. Em không đùa. Dung Ái tức giận, dậm chân. Nam Dạ Tước quay đầu nhìn chằm chằm vào cô. Sở Mộ đem cô ở để bên cạnh anh, ý đồ rất đơn giản, chính là muốn cho cô lên giường với anh. Nói cách khác, Dung Ái chính là người Sở Mộ nhìn chúng. Nam Dạ Tước không trả lời, đi ra khỏi phòng khách. Dung Ái thấy anh đi vào phòng, nhìn cánh cửa một lần nữa đóng lại, cô âm thầm cắn chặt răng, hai tay được chăm sóc tỉa tót đẹp mắt không khỏi nắm chặt. Dung Ân còn đang ngủ, chắc là do tác dụng của thuốc an thần. Nam Dạ Tước đứng dậy, đi tới bên cạnh giường của cô. Kế bên chỗ cô nằm, cay tay nắm ống truyền ở ngoài chăn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tay phải đưa tới nắm bả vai của cô. Da thịt trắng nõn không khỏi anh than nhẹ. Anh rõ ràng biết dưới chăn là thân thể trần truồng của Dung Ân. Người đàn ông theo chăn nhẹ nhàng vỗ về đường cong thân thể của cô. Anh không có thăm dò vào trong, từng điểm mẫn cảm trên cơ thể của cô, Nam Dạ Tước đều biết rõ. Trong phòng rất yên tĩnh, không bao lâu, không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Nam Dạ Tước thở hổn hển, chân mày Dung Ân dường như nhăn lại, cô khẽ hé miệng. Chính vì tiếng lẩm bẩm mơ hồ của cô làm dục vọng người đàn ông vất vả kìm nén, hoàn toàn thiêu rụi. Anh kéo chăn, tuy là mở hệ thống sưởi ấm, nhưng hành động đột ngột này của anh cũng làm cho Dung Ân cảm thấy lạnh, toàn thân muốn cuộn tròn lại. Hai tay Nam Dạ Tước đè chặt bả vai của cô, không kịp để cho cô phản ứng. Trong giấc mộng, Dung Ân có cảm giác có người đè lên người mình. Cô muốn vươn tay ngăn lại, nhưng lại bị đối phương kìm hãm. Đôi chân cũng bị tách ra, cảm giác mát nhẹ nhẹ tràn vào trong cơ thể. Đừng! Lồng ngực cứng rắn của Nam Dạ Tước dán chặt trước ngực mềm mại,
thân thể này anh vẫn còn mê luyến như vậy, giống như hít phải cây thuốc phiện khó có thể từ bỏ. Dung Ân không biết là đang thật hay đang nằm mơ, dưới thân thể truyền đến cảm giác đau nhức. Hai đùi cô bị ép đến trước ngực, người đàn ông khom lưng tiến vào sâu vô cùng. Khuôn mặt Nam Dạ Tước kéo căng, mồ hôi trên trán rơi trên khuôn ngực trắng nõn của Dung Ân, hơi thở gấp gáp lộ vẻ sung sướng và gần như thống khổ của anh. Môi mỏng theo cổ Dung Ân khẽ hôn, anh chiếm lấy ngực cô, nhưng động tác rất nhẹ, không giống như trước đây, không lưu lại dấu vết trên người Dung Ân. Nam Dạ Tước tăng nhanh động tác, nhìn người phụ nữ ở dưới thân thể đong đưa, hai tay anh đè nhẹ đầu gối Dung Ân, thời điểm gần như bùng nổ lại đột ngột bứt ra, đỉnh điểm của dục vọng tung tóe trên bụng bằng phẳng của cô. Anh nhắm đôi mắt rực lửa, cúi người, ham muốn sền sệt ở nơi tiếp xúc của hai người vuốt ve. Nam Dạ Tước vươn nhẹ tay lướt trên trán cô, bàn tay lớn chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ hồng nhuận của Dung Ân. Nam Dạ Tước ngắm nhìn gương mặt này, đôi mắt kịch tính hoàn toàn không còn. Anh nghiêng mình nằm bên cạnh Dung Ân, gương mặt tuấn tú ma mị dán ở cổ cô. Giọng nói của người đàn ông u ám, không một chút tình cảm, tiếng nói khàn khàn gằn từng chữ. Dung Ân, cô đã không xứng có đứa con của tôi nữa rồi. Nếu như đứa con đầu tiên của bọn họ là anh không có sự chuẩn bị, lần thứ hai chính là anh toàn tâm toàn ý chuẩn bị kỹ càng nghênh đón. Nhưng Dung Ân đã nói với Nam Dạ Tước, tôi đã bỏ nó rồi. Khi Nam Dạ Tước nghe cô gọi điện thoại nói mình mang thai, anh thật cao hứng, thậm chí tâm tình vui sướng như vậy cũng chưa từng có qua. Anh đứng ở bến tàu ngắm nơi xa, phảng phất có thể nhìn thấy bộ dáng đứa trẻ nằm ngủ trên đầu gối anh. Anh thầm nghĩ, Dung Ân, anh sẽ cho cô biết là cô lựa chọn muốn ở bên cạnh anh sống thật tốt. Dù là cô không dám nói ra chuyện lấy cắp CD, chỉ cần cô nói một câu để anh cẩn thận, sớm quay về, như vậy Nam Dạ Tước cũng sẽ tất cả mà tha thứ cho cô. Tim của anh chưa từng bị ai tàn nhẫn bóp nát như thế. Lời nói của Dung Ân đến nay vẫn còn quanh quẩn bên tai anh, thậm chí trong một thời gian dài cũng đeo bám trong giấc mơ của anh. Lúc trước khi cô nói ra những lời ấy, vẻ mặt của anh sung sướng vô cùng. Nói không chừng sau khi anh trúng đạn, cô còn có thể nâng chén ăn mừng. Nam Dạ Tước không thể quên được Dung Ân đã nói, tôi muốn để cho anh chết cũng không nhắm mắt. Vẻ oán hận quyết tuyệt ngay lúc đó, Nam Dạ Tước nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra. Cô dựa vào cái gì mà tổn thương anh như vậy? Không phải là vì ỷ lại vào tình yêu của anh dành cho cô sao? Yêu thực sự rất ngọt ngào, nhưng khi nó trở thành toan tính, nó chính là kịch độc, mạnh mẽ đâm vào trong lòng Nam Dạ Tước. Hoặc là anh chết, nếu không, độc này cũng không có thuốc nào mà chữa được. Cho dù Dung Ân lấy đi tính mạng của Nam Dạ Tước cũng không thể lấy đi, bởi vì độc tính ở đó vẫn còn. Ngoài cửa phòng, gương mặt Dung Ái đông cứng, sắc mặt cô ta rất khó coi. Cho dù trang điểm khéo léo đi chăng nữa cũng không giấu được vẻ hỗn loạn trên mặt. Hai gã vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành phải nhìn thẳng về phía trước. Bên trong tiếng động lớn như vậy, ai cũng biết là một màn mây mưa hoan ái. Nam Dạ Tước đem chăn đắp lại trên vai Dung Ân, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Lúc trở lại cầm lấy khăn lông ướt, anh cẩn thận lau vết bẩn trên bụng Dung Ân. Người phụ nữ này anh đến nay vẫn không buông tha. Cô muốn sống cuộc sống bình thường đơn giản phải không? Nhưng Nam Dạ Tước đã nói qua, trên giường của anh sẽ không dễ dàng xuống như vậy. Cô muốn, anh sẽ hết lần này đến lần khác không cho. Đến lúc đó,
Nam Dạ Tước vẫn sẽ đem cô trói chặt bên cạnh mình, không để cho cô được cưng chiều, không để cho cô vui vẻ, không để cho cô được quyền cười, cũng không cần có đứa con giữa bọn họ nữa, cho dù là chiếm đoạt một con rối ở bên cạnh cũng được. Tâm tình như vậy thật sự là tuyệt vọng đến hoang vu, giống như là sa mạc trăm năm khô cạn, cây cỏ cũng không sống nổi. Sau khi Nam Dạ Tước tắm rửa, liền nằm ngủ bên cạnh Dung Ân, mãi đến khi trời gần sáng mới bị một cú điện thoại đánh thức. Lúc anh ra khỏi phòng, vẻ mặt vô cùng vội vàng, dặn dò vệ sĩ, trừ Từ Khiêm ra, ai cũng không được vào phòng này. Xe phát ra tiếng động rất lớn, Dung Ái bừng tỉnh trên giường, ngồi dậy, mặc đồ ngủ đi ra ngoài. A Nguyên còn quỳ ở bên ngoài, Nam Dạ Tước để hắn quỳ một đêm, hắn liền thực sự không nhúc nhích. Dung Ái đi tới cửa, lúc này thấy A Nguyên đầu vai đã dính đầy tuyết, người đàn ông quỳ thẳng người, hai đầu gối tê dại ê ẩm. A Nguyên! Dung Ái mặc rất ít, lạnh quá nên dậm chân. Tước đã đi ra ngoài, anh đứng lên đi. Người đàn ông đang nhắm mắt, lúc mở mắt ra, khí lực rất lớn, dưới mi mắt dường như ngưng tụ một khối lớn. Dung tiểu thư, cô không cần để ý đến tôi. Cái kẻ ngốc này, đầu óc bị làm sao vậy? Dung Ái thân thể run run, cô ngồi xổm xuống, tiếng nói đè thấp. Người đàn bà anh nói ở trong phòng Tước quả nhiên là hồ ly tinh, vừa mới tỉnh dậy lại dụ dỗ anh ấy, tiếng động lớn đến như vậy làm cho tôi ngủ cũng không được yên. Đại ca! Ánh mắt A Nguyên phức tạp, cúi đầu thở dài. Dù sao thì anh ấy cũng đi ra ngoài rồi, nếu không chúng ta nhân cơ hội này giết chết cô ta đi, tránh lưu lại mối họa về sau. Dung Ái nói rất rõ ràng, lời nói không có chút e dè, ánh mắt kiểu mị hiện lên vẻ ác độc, không hổ là học từ sở mộ. Không được! A Nguyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu như để lại đại ca biết, anh ấy sẽ giết người đấy. Ngày hôm qua anh không phải cũng muốn như vậy sao? Dung Ái đè thấp tiếng nói, tiến tới bên tai A Nguyên. Tôi có biện pháp làm cho cô ta đột tử, anh ấy tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Hiện tại trong phòng có vệ sĩ canh gác, anh kêu bọn họ rời đi, tôi liền ra tay. Dung tiểu thư! Trong mắt A Nguyên lộ vẻ giật mình, không nghĩ tới Dung Ái sẽ nói ra những lời như vậy. Cậu muốn lấy thấy tính mạng của Tước lại bị cô ta nắm trong tay sao? A Nguyên bắt đầu dao động. Quả thật, từ lần đầu tiên thấy Dung Ân, hắn liền bắt đầu có dự cảm xấu. Tôi sẽ không để người khác phát hiện, yên tâm đi. Đôi mắt A Nguyên rũ xuống, dường như có một quyết định rất khó khăn. Được. Dung Ái đỡ hắn đứng lên, chính mình cũng lạnh không ít. Cô trở lại bên trong phòng, bắt đầu chuẩn bị. Một lát sau, ngoài phòng truyền đến tiếng A Nguyên la hét, thật giống như có một người nào đó muốn xông vào. Hắn vọt tới trong phòng, vẫy tay gọi hai tên vệ sĩ canh cửa phòng Dung Ân. Hai người không hề nghi ngờ, sải bước theo ra ngoài. Dung Ái rón rén mở cửa, đi qua hành lang, tới trước cửa phòng Nam Dạ Tước, nhanh chóng lẻn vào, cũng đem cửa đóng lại. Bên trong chỉ mở một đèn ngủ nhỏ, mọi thứ đều được bày biện đầy đủ, chính giữa là một chiếc giường lớn, xa hoa rộng lớn như vậy càng làm lộ vẻ gầy yếu của Dung Ân. Cô co rút thân thể, những sợi tóc đen bóng đẹp mắt tản mát dưới thân, quanh người cũng được che kín bằng áo ngủ bằng gấm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay. Dung Ái đến gần nhìn kỹ, cô vẫn còn ngủ, hai đầu lông mày khẽ nhăn lại, dường như ngủ không yên ổn. Không thể nghi ngờ, đó là một cô gái xinh đẹp, khó trách làm Nam Dạ Tước rung động. Khóe miệng Dung Ái nhếch lên khinh thường, nhưng so với cô, Dung Ân cũng xinh đẹp không kém. Lại nói, người phụ nữ này nhìn qua dáng vẻ kiệt sức, sắc mặt tái nhợt. Nam Dạ Tước chọn trong vô số người, làm sao có thể chọn chúng cô ta? Đến gần nhìn kỹ,
lại cảm thấy là lạ ở đâu đó. Hai đầu lông mày dường như có cảm giác quen thuộc. Dung Ái cảm thấy cô ngủ sâu như vậy, ánh mắt hiện lên chút lo lắng. Cô ta thẳng người, móc ống tiêm từ trong đồ ngủ, dùng ngón tay trỏ gảy nhẹ phần đuôi, bơm chất lỏng trong suốt bên trong đầu ống. Đôi chân mang dép đi đến trước bình truyền dịch, một tay đem ống kim cắm vào bình, chuẩn bị bơm thuốc vào. Bỗng lúc này, cửa mở ra một tiếng răng rắc. Cô ta thất kinh, thu ống kim bỏ vào túi quần, xoay người sang chỗ khác, liền thấy dáng vẻ cao lớn bước vào. Em đang làm gì vậy? Anh Tôn, thì ra là anh. Tàn ác trong ánh mắt Dung Ái tản đi, lời nói ra khỏi miệng mang theo chút nũng nịu. Dung Ái, ánh mắt liếc nhìn chiếc bình lay động do động tác của cô ta quá nhanh. Bọn họ quen biết nhau cũng không phải ngày một, ngày hai. Hắn tất nhiên hiểu rõ tính tình cô ta. Tính của tước, em cũng không còn lạ gì. Anh khuyên em không nên cả gan đi nhổ răng cọp. Anh Tôn, mặt Dung Ái tái nhợt, tay trái cắm trong túi quần, dùng sức nắm chặt kim tiêm. Anh nói cái gì vậy? Khóe miệng lạnh lùng kiên quyết của Duật Tôn nhếch lên. Từ trước đến nay, anh rất lười nói chuyện với người anh không vừa mắt. Không có gì, em đi ra ngoài đi, nơi này đã có anh trông chừng. Cái gì? Anh... Dung Ái nhìn về phía Dung Ân. Anh là đàn ông, thích hợp sao? Duật Tôn đi về phía cạnh salon, cầm lấy cây bút. Đi ra ngoài đi, nếu không bị vệ sĩ sau khi nhìn thấy, em định giải thích thế nào với tước đây? Người đàn ông cũng không ngẩng đầu, giọng nói chắc chắn. Dung Ái mím môi thấp giọng chửi rủa, lướt qua chiếc giường lớn đi ra ngoài. Những tên vệ sĩ kia tất nhiên không tìm được cái gì gọi là kẻ đột nhập, không dám ở ngoài quá lâu, nhanh chóng quay lại. Giấc ngủ của Dung Ân rất sâu, hoàn toàn không biết trong lúc vô tình mình đã trải qua một cuộc sinh tử. Khi Nam Dạ Tước trở về, Từ Khiêm đang ở đó, vừa mới thay dịch truyền cho Dung Ân. Tôi thật không hiểu nổi, nếu đã trở lại, tại sao không gặp mặt, như vậy rất vui sao? Duật Tôn nhìn người đàn ông bên cạnh. Nam Dạ Tước khép tờ tạp chí trong tay lại. Cứ chơi thật đã. Tôi muốn để cô ấy nếm thử cái gì là sợ hãi. Đối với cô ấy mà nói, tôi chính là âm hồn không tan. Vì một người phụ nữ mà phí nhiều công sức như vậy, vui đùa một chút là được rồi. Tước, chìm đắm vào, không đáng. Nam Dạ Tước đặt tạp chí trên bàn. Phụ nữ chơi nhiều quá sẽ hư hao thân thể, đặc biệt là loại như cậu, chơi trẻ em. Mẹ, Duật Tôn nhẹ mắng, khóe miệng rõ ràng không giận mà cười, bộ dạng gợi cảm, lưu manh. Tôi không có chơi trẻ em, trên người sinh viên có mùi tôi thích, buông thả cũng buông thả vừa đúng. Nam Dạ Tước không rảnh đôi co với hắn, đứng dậy tới bên giường. Cô ấy không sao chứ? Không có gì đáng ngại, đợi thuốc an thần tan hết liền sẽ tỉnh. Nam Dạ Tước gật đầu, nửa người trên cúi xuống, cánh tay chống ở hai bên hông Dung Ân. Ân Ân, tôi sẽ là cơn ác mộng của em. Em trốn cũng trốn không thoát, bỏ cũng không xong. Ngày nào đó, nếu thật sự tôi chết, sẽ kéo em theo làm đệm lưng. Dung Ân mơ hồ lắc đầu, cô không nhớ rõ ràng. Những lời này giống như là người cúi bên tai cô thì thầm, khắc sâu dị thường. Giờ mí mắt nặng ngàn cân, đập vào mắt là màu trắng chói mắt. Mùi thuốc khử trùng rất nặng. Đầu Dung Ân đau muốn vỡ tung, ngực buồn bực giống như bị đè ép bởi một tảng đá lớn. Cô mở ra đôi môi khô khốc. Cô đã tỉnh lại. Y tá điều dịch tới bên người cô. Dung Ân nhìn bốn phía, xác định đây là bệnh viện. Cô cố gắng nhớ lại, cũng chỉ nhớ rõ cảnh tượng xe taxi bị đụng lật nhào. Sao tôi lại ở đây? Cô bị tai nạn xe, là người đi đường mang cô đến. Đầu óc Dung Ân trống rỗng, cô nhớ mang máng có người nói chuyện với mình, mơ hồ có cảm giác thật giống với
bị tiếp xúc thân thể. Cô vén chăn, thấy mình mặc quần áo bệnh nhân. Xin hỏi, quần áo của tôi đâu? Y tá có chút không kiên nhẫn, chỉ cái tủ cách đó không xa. Ở trong đó. À, cảm ơn. Dung Ân an tâm nằm trên giường bệnh, cũng không lâu lắm, liền thấy Lý Hủy dìu mẹ Dung vào phòng bệnh. Ân Ân! Mẹ! Dung Ân muốn đứng dậy. Nào, mau nằm xuống. Mẹ Dung lo lắng, một đêm cô không về, liền gọi cho Lý Hủy. Cô ấy lại nói sau khi ăn tối xong, Dung Ân cũng đã về nhà. Sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Ôi trời, lúc bệnh viện thông báo cho mẹ, mẹ cũng sợ chết khiếp. Mẹ! Dung Ân vẫn còn rất yếu. Con không sao, mẹ nhìn đi, không phải con vẫn tốt sao? Ân Ân, sao lại bị tai nạn xe? Lúc chúng ta chia tay, cậu vẫn còn rất tốt mà. Ánh mắt Lý Hủy có chút hồng, lấy ra băng ghế bên cạnh để cho mẹ Dung ngồi. Mình cũng không biết. Dung Ân dựa nửa người lên, chuyện xui xẻo dồn dập liên tiếp. Cô đoán được mục đích của đối phương là muốn đưa cô vào chỗ chết. Cô chỉ có thể duy nhất nghĩ đến chính là thủ hạ của Nam Dạ Tước. Bùi Lang nói không sai, bọn họ sớm muộn cũng sẽ có ngày tìm đến. Trong lúc đó, còn có cảnh sát đến lấy lời khai. Theo tài xế taxi khai báo, có 3 chiếc xe đuổi theo họ. Bởi vì lúc ấy đèn trên đường không sáng lắm, hắn cũng không thấy biển số xe. Đối với chuyện này, Dung Ân cũng không khẳng định, chỉ nói lúc ấy mình hôn mê, khi tỉnh lại đã ở bệnh viện. Trận tai nạn xe cộ này nhìn như nghiêm trọng cực kỳ, kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn. Chẳng qua Dung Ân bị đập đầu, dường như vẫn còn đau. Ân Ân, cậu nghỉ ngơi đi. Phía ở bên cậu mình thì mình đã xin nghỉ giúp cậu rồi. Cảm ơn cậu, Hủy. Ôi khách khí cái gì chứ, yên tâm đi. Truyền xong bình nước, còn chụp phim, thử máu, hành hạ hồi lâu, bệnh viện mới đồng ý cho cô xuất viện. Lúc mọi người về cũng đã trễ, bởi vì đèn trong hành lang không sáng mấy, chân của mẹ Dung đi lại không tiện, cho nên lúc lên lầu tiếng động rất lớn. Hàng xóm Dung Ân ở dưới lầu, lúc này đi ra ngoài vứt rác. Bà bác đó rất khinh người, mỗi lần thấy Dung Ân cũng theo lễ phép mà chào hỏi. Ai già à, đây không phải Dung Ân sao? Mẹ Dung, mọi người làm sao vậy? Giọng nói bà ta rất vang, dường như cả lầu dưới đều vọng lại. Không có chuyện gì. Mẹ Dung mặt khó chịu, vô cùng không thích bà ta, ỷ vào gả con gái cho nhà giàu, liền chảnh chọe suốt ngày khắp khu khoe khoang. Ai già à, khoan đã, tôi vừa có chút việc muốn tìm bà. Bà kia thả túi rác xuống, đến trước mặt mọi người. Con gái nhà bà cũng lớn, tôi có một người cháu họ cũng không tệ, trình độ học vấn cũng tốt. Nếu không hôm nào... Dung Ân nghe nhức đầu không dứt. Mẹ Dung nói thẳng, điều kiện tốt như vậy, sao lại không cưới được vợ? Tôi nghĩ bà lại khoác lác rồi. Những người già thường thích phân cao thấp, huống chi bà bác kia dáng người to con, đứng ngay cầu thang không cho ai đi qua. Cái gì chứ? Gương mặt chữ điền phẫn nộ. Thật ra cũng không có gì, chỉ là đã ly dị, nhưng hắn vừa kết hôn nửa năm. Tôi nói cho bà nghe, Dung Ân nhà bà nếu theo nó, nhất định cả đời phúc đức. Này, tôi nói cho bà biết. Lý Hủy trách móc, đuổi theo Dung Ân chúng tôi, có thể xếp hàng vòng quanh thành phố Bạch Sa. Cháu nhà bà là cái gì? Còn nửa năm đã ly hôn, bà cũng xem thường người khác rồi đấy. Cái con bé này nói... Sắc mặt bà ta lập tức sụ xuống. Tôi cũng là có ý tốt mà. Không cần ý tốt của bà, con gái tôi không cần người khác quan tâm. Vớ vẩn. Mẹ Dung vừa nói liền đi lên lầu. Bà đi đứng bất tiện, đối phương cũng không muốn cản trở, chỉ đành phải tránh ra. Xì, tỏ vẻ gì chứ? Trước kia còn có người đàn ông che chở, hiện tại người ta cũng chết rồi. Cháu tôi nếu thật vừa ý cô thì mới thật là xúi quả. Mẹ Dung nghe vậy tức run. Dung Ân không muốn cãi nhau với người khác ở đây. Mẹ,
về thôi, đầu con đau quá. Lý Hủy dìu cô lên lầu. Đi qua chỗ rẽ, cô cúi người ra khỏi lan can, nói với người phụ nữ đang nhặt túi rác: "Bác gái, trong nhà bác có tiền, làm sao phải ở nơi thế này? Khu nhà giàu ở thành phố Bạch Sa còn rất nhiều, cháu gái của bác chỉ lo hưởng phúc một mình, tỏ vẻ cái gì?" Cô, cái con nhóc con này, cô... Tâm tình Lý Hủy nhất thời tốt lên: "Bác gái, sau này bác cũng đừng nhường nhịn bà ta. Có một vài người tự dẫm lên mặt mũi của mình, người ta tôn trọng mình thì cứ nghĩ là người ta yếu thế nên mới có kiêu ngạo như vậy." Về đến nhà, Lý Hủy vẫn díu ra díu dít: "Cô chính là người như vậy, miệng không buông tha người khác." Dung Ân nằm dài trên giường: "Mình nghe giết quen rồi. Nếu không phải thấy bà ta lớn tuổi, mình nhất định sẽ tranh cãi với bà ta đến cùng ý." Lý Hủy kéo chăn đắp cho Dung Ân. Mẹ Dung đem túi chườm nóng đặt ở trong chăn của cô: "Mẹ ấy à, chỉ cần sống cuộc sống yên ổn là được. Tranh cãi một chút, ồn ào một chút cũng chẳng sao. Như con hôm nay ấy, thật là mẹ chết khiếp." Lòng mẹ Dung vẫn còn lo sợ. Lúc nhận được điện thoại, hai chân lạnh như băng, đến giờ vẫn chưa khôi phục. "Mẹ, con không sao rồi mà." "Dì à, dì đi ngủ trước. Ân Ân truyền nước cả ngày cũng mệt, dì đừng lo nữa, cậu ấy không sao đâu." Lý Hủy khuyên mãi, mẹ Dung mới trở lại phòng. "Hủy, cậu cũng về nhà đi, ngày mai còn đi làm đấy." "Ừ thì mình ở lại cùng cậu một chút nữa." "Thật không có sao đâu, cậu về mình liền ngủ, cũng không sớm, mình đừng làm mình lo lắng nữa." "Được rồi, được rồi." Lý Hủy cầm túi sách bên cạnh: "Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai mình lại đến thăm." Lúc cô đi ra ngoài đóng cửa, yên lặng lại khôi phục đến đáng sợ. Dung Ân tựa vào gối, mặc dù động tác Lý Hủy rất nhẹ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang thay dép ở cửa. Dung Ân nhắm mắt lại, nhưng vẫn lăn lộn khó ngủ. Chiếc nhẫn của Nam Dạ Tước đã mất. Lúc xảy ra tai nạn, cô còn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhưng khi tỉnh lại đã không còn thấy nữa. Lúc cảnh sát tới lấy khẩu cung, cô có hỏi qua nhưng cũng không ai thấy chiếc nhẫn. Lòng Dung Ân căng thẳng, những chuyện kỳ lạ trong đầu gom lại một chỗ làm cô cảm thấy không thể tưởng tượng được. Điện thoại di động một đột nhiên vang lên, âm thanh bén nhọn trong không gian nhỏ hẹp truyền ra. Cô nhấc người dậy, tay phải vừa muốn lấy túi sách đầu giường, động tác của cô liền cứng đờ. Cổ họng Dung Ân hoảng sợ nhuốt xuống, cô nhanh chóng lùi về trên giường, kéo chăn cao đến đỉnh đầu. Tiếng chuông kia nối tiếp nhau, kéo đến rất kiên nhẫn. Dung Ân bịt hai tai, nhưng tiếng chuông vẫn cứ vọng khắp. Cô co rút người lại, cảm giác dường như có người đang từng bước tiến tới. Sợ hãi, giống như là dây leo bò đến ngực. Trái tim đập loạn nhịp, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cái điện thoại này là Nam Dạ Tước tặng, chỉ có hắn mới có thể gọi được. Dung Ân vẫn chưa vứt nó, đôi khi sẽ lấy điện thoại ra sạc pin rồi bỏ lại vào ngăn tủ. Về sau, Nam Dạ Tước không nghĩ sẽ gọi được. Dung Ân do dự một hồi lâu, lúc này mới lấy lại dũng khí, kéo ngăn kéo cầm điện thoại. Phía trên điện thoại hiện một số điện thoại lạ. Ngón tay cái của cô vuốt nhẹ màn hình, lúc chạm vào nút trả lời, dùng sức rất lớn, bàn phím phát ra âm thanh bén nhọn kéo dài. Dung Ân hít một hơi, tay phải run rẩy đưa điện thoại đến bên tai. "Alo." Hết chương 123. Chương 124. Anh còn sống, ác mộng của cô vẫn còn. Bên kia không có chút nào đáp lại, nhưng đúng là đang có kết nối. Cô mơ hồ có cơ thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ. Dung Ân nắm chặt điện thoại di động, sau một hồi mới nghe được tiếng của mình từ trong miệng vọng nói ra: "Ai vậy?" Trong không gian yên tĩnh quỷ dị,
có mỗi cái âm thanh cuối thở dốc cũng chấn vào màng nhĩ Dung Ân. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, thần sắc trở nên thanh thản. Nam Dạ Tước, có phải anh hay không? Có phải hay không? Cô lấy can đảm duy nhất, to gan suy đoán. Chiếc nhẫn kia là vật hắn luôn mang bên mình. Cú điện thoại này cũng chỉ có hắn biết số. Anh không chết, phải không? Trong đêm thối, người đàn ông chỉ là nhếch môi một chút, độ cong khóe miệng có chút lạnh lùng, giễu cợt. Hắn không chết, cô hẳn là thất vọng cực độ. Dung Ân thấy bên kia không nói lời nào, cũng không cúp điện thoại. Con người cô ảm đạm vụt qua giống như ngọn lửa nhen nhóm, tràn ra chút hy vọng phức tạp nào đó. Cô dồn dập hỏi tới. Đêm đó, người Dạ Dạ nhìn thấy là anh. Xe của tôi gặp nạn cũng là anh. Nam Dạ Tước. Ân Ân. Mẹ Dung nghe được động tĩnh, đứng dậy. Đã trễ thế này, ai gọi vậy con? Dung Ân vội vàng đưa điện thoại từ bên tai rời đi, làm bộ trượt vào trong chăn. Mẹ, không có chuyện gì, Hủy về đến nhà, gọi điện thoại báo cho bình an cho con. Ừ, thế con ngủ sớm một chút đi. Vâng ạ. Dung Ân đợi sau khi mẹ trở lại phòng mới đưa điện thoại một lần nữa áp lên tai, nhưng đối phương không đợi cô đã cúp máy. Cô cầm di động đập mạnh vào loạn nhịp không dứt, đem gối để dựa vào sau lưng ngồi dậy. Trừ Nam Dạ Tước, cô không nghĩ tới còn có ai có thể biết những sự tình kia giữa bọn họ. Ban đầu thi thể hắn không tìm được, cảnh sát cũng chỉ là đem hắn liệt vào diện mất tích, cũng không có bằng chứng mà nói là tử vong. Dung Ân cong lên hai đầu gối, dựa theo tính tình Nam Dạ Tước, chắc chắn là ăn miếng trả miếng. Cô bán đứng hắn, hôm nay chắc chắn trăm phương nghìn kế hàn tính kế trở lại tính toán với cô. Quanh đi quẩn lại, dường như lại tới khởi điểm. Tính mạng Dung Ân kể từ khi gặp gỡ Nam Dạ Tước liền đã định trước, phập phồng trầm bổng. Cô muốn cuộc sống bình thường người khác có thể có được, nhưng cô thì không. Nam Dạ Tước thu hồi điện thoại, đem nó thả vào trên mặt bàn phòng khách. Anh nhấc chân lên, điếu thuốc ở giữa ngón tay đã cháy được một nửa. Một hơi anh cũng không động, tàn thuốc rơi xuống trên mặt thảm mềm mại cao quý. Ánh mắt anh chẳng qua là liếc nhìn, liền nghiêng đứng dậy, đem khói dập tắt trong cái gạt tàn thuốc lá. Anh thật không hiểu vì sao chính mình lúc này nghĩ cái gì mà gọi điện thoại cho Dung Ân. Nếu nói chỉ là để dọa cô, anh đã sớm gọi. Tiếng nói của cô vẫn mềm nhẹ như cũ, gọi tên của anh có thể cảm giác được trong lòng mình có phần rung động. Lúc trở lại, anh một lần nữa muốn giam cầm cô bên cạnh mình, tàn phá, thậm chí thà rằng hành hạ đến chết cũng không để cho cô có ý nghĩ mà rời đi. Hai tay Nam Dạ Tước chống trên gối, nhưng là hai đầu lông mày anh khép lại trở lên ngưng trọng. Nếu anh thật sự có thể làm được như vậy, cũng sẽ không hung hăng cho A Nguyên một cái tát khi hắn thiếu chút nữa là lấy mạng của cô. Cô gái này tàn nhẫn như thế nào, anh cũng đã được chứng kiến. Ban đầu khởi điểm lấy đi CD cũng không chút do dự, nhưng đổi lại là anh vẫn không thể tuyệt tình tàn nhẫn như Dung Ân được. Nam Dạ Tước nhất thời trở nên buồn bực, tức giận. Anh thuận tay vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, cầm lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng khách. Cho đến khi xe của hắn khởi động rời khỏi, Dung Ái hất lên mái tóc dài tới phòng khách. Cô ngồi trên ghế salon lúc trước Nam Dạ Tước ngồi, hai chân duyên dáng bắt chéo nhau, đem điện thoại của Nam Dạ Tước ở trên bàn cầm lên. Mới vừa rồi, thần sắc của anh thấy được rất rõ ràng. Mặc dù cú điện thoại này, anh từ đầu đến cuối không nói một câu, nhưng Dung Ái không phải người ngu. Cô mơ hồ cho rằng, lo lắng, nhấn nút mở khóa, đem điện thoại đặt ở bên tai. Dung Ân không ngủ, thời điểm tiếng chuông vang lên, cô xoay mình, vẫn là cả kinh.
lần này không chút do dự mà nhanh chóng ấn nút trả lời. Alo? Bên kia như cũ không ai nói chuyện, cô sợ mẹ nghe thấy liền hạ giọng. Nam Dạ Tước, là anh sao? Dung Ái hai chân trắng nõn vắt lên nhau, những lọn tóc ở sau ót, hoa văn móng tay tinh xảo, nắm thật chặt. Từ phản ứng với mới vừa rồi của Nam Dạ Tước, cô đoán đối phương chính là người đàn bà tối hôm nay ở đây. Dung Ái vốn định lần nữa tìm cơ hội đem thuốc bơm vào trong bình truyền dịch của Dung Ân, nhưng buổi sáng lúc cô thức dậy mới phát hiện Dung Ân đã bị đưa đi. Nam Dạ Tước, tôi biết là anh. Dung Ân lúc này nói chắc chắn. Anh không cần trốn ở trong bóng tối nữa. Dung Ái lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ dưới đèn thủy tinh, phản xạ ra một loại lo lắng làm người ta run rẩy. Mặc dù cô ta chỉ mới 20 tuổi, nhưng dục vọng độc chiếm so với ai khác cũng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, chuyện cô cùng Nam Dạ Tước cũng là ý định của Sở Mộ. Cô đã sớm nhận định chính mình là nam thiếu phu nhân tương lai. Tôi không phải là Nam Dạ Tước. Tiếng nói cô ta không có bất kỳ cảm xúc gì, bằng chắc giống như là nước lã. Dung Ân không nghĩ tới đối phương mở miệng lại là một phụ nữ. Cô chuẩn bị không kịp. Vậy cô là? Tước đã chết, cô chẳng nhẽ không biết sao? Dung Ân há miệng, tiếng nói có chút ách lại. Tôi biết. Cô biết anh ấy chết thế nào sao? Dung Ái không chút thay đổi, giọng nói âm lãnh. Cô đến tột cùng là ai? Số điện thoại này cô tìm ở đâu ra? Đây là Tước khi còn sống nói cho tôi. Cô là Dung Ân sao? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Rất nhiều người muốn có mạng của cô. Dung Ân vừa muốn đem điện thoại để xuống, đã nghe được đầu kia nói. Đừng ôm lấy hy vọng anh ấy còn sống nữa. Ban đầu là cô hại chết anh ấy. Thi thể ở bến cảng lúc giao tranh đã bị mang đi, ngực trúng đạn, một kích chí mạng. Khoản nợ máu này cô cứ chờ từ từ mà hoàn lại đi. Giá rét trong mắt Dung Ân bị đập nát. Ban đầu Bùi Lang cũng nói hắn bị vết thương chí mệnh trên ngực. Thi thể mặc dù không tìm được, nhưng khả năng sống sót rất ít. Dung Ân co lên hai chân, rõ ràng đã thành sự thực. Cô lại muốn hoài nghi. Ban đầu cô đem đĩa CD giao ra, không phải là muốn nhìn thấy kết quả như thế sao? Chuyện cho tới bây giờ, vì cớ gì mà lựa chọn dối mình, dối người? Dung Ái nghe đầu kia không động tĩnh, khóe miệng mím chặt, lúc này mới nhợt nhạt vén lên. Cô ta để điện thoại thụt xuống, tư thái ưu nhã cúp điện thoại, sau đó thả lại mặt bàn. Hai cánh tay Dung Ân ôm lấy người, đầu chôn xuống dưới, dựa vào khuỷu tay. Trong cuộc gọi thứ nhất, cô rõ ràng có thể cảm giác được tiếng thở quen thuộc. Chẳng lẽ cảm giác của cô sai? Dung Ân thở dài, tia sáng trong con ngươi cơ hồ rơi xuống đen tối không đáy. Lúc Nam Dạ Tước còn sống, bọn họ mỗi ngày ngủ chung một chỗ, nằm cạnh gần như vậy, cô cũng không có chú ý đến hô hấp của anh thế nào. Lúc nãy khi nghe mới thấy quen thuộc. Dung Ân tự giễu mà mỉm cười. Có lẽ thực sự cô suy nghĩ nhiều quá. Lý Hủy thay cô xin nghỉ. Dung Ân nghỉ ngơi hơn 10 ngày liền đi làm tiếp. Mấy mũi khâu trên đầu cô vừa vặn giấu ở trong tóc không nhìn thấy. Theo như lời Lý Hủy, giai đoạn gần đây công ty nhận rất nhiều đơn hàng. Công ty nhờ có hai tập đoàn Tước Thức cùng Viễn Thiệp bảo kê, Trần Kiều đắc ý với mưu đồ rất rõ ràng. Từ chuyện lần trước về sau, Dung Ân vẫn luôn vô tình mà cố ý tránh mặt hắn. Cô cho là những lời nói ngày đó của Trần Kiều chỉ nói vậy, lại không nghĩ rằng hắn thực sự hành động. Trong phòng họp, Vương Tổng đã tiến vào hơn một giờ. Bên trong phòng làm việc đang thảo luận dăm ba câu. Tập đoàn Viễn Thiệp lớn như vậy, vậy mà Tổng Giám Đốc lại có thể hạ mình đến nơi này. Ôi trời, Ân Ân, Trần Kiều này không phải trước kia theo đuổi cậu rất dữ dội sao? Lý Hủy ngồi xuống bên ghế. Không ngờ hắn ta sắp đính hôn còn tới trêu chọc cậu.
Không bao lâu, Vương Tổng liền đi ra, sắc mặt khó coi gọi Dung Ân tới. Cô cùng Vương Tổng đi tới phòng làm việc, còn chưa đứng lại, đối phương liền nổi đoá. Dung Ân, tôi bảo cô đem bản thảo thiết kế đưa đến Viễn Thiệp, sao cô không đi? Dung Ân cũng biết là bởi vì chuyện này. Vương Tổng, chẳng qua là cái chân chạy thôi mà, tôi để cho người khác cầm qua rồi, có gì không ổn sao? Nhưng đích thân Trần Tổng chỉ định cô đưa qua. Dung Ân cười lạnh. Vương Tổng, chúng tôi là nhân viên của ông, nhưng không phải ký hợp đồng bán mình cho ông. Tôi tự hỏi công việc chưa từng lười biếng. Nếu như vậy, vì chuyện gì mà ông bắt tôi phải nhìn mặt người khác mà làm việc? Tôi tình nguyện từ chức. Tính Dung Ân nói được là làm được. Vương Tổng bối rối đứng ở cửa sổ, sắc mặt cũng từ từ hòa hoãn. Dung Ân, không phải là tôi có ý đó. Cô cũng biết tôi mở cái công ty này không dễ dàng. Hôm nay Viễn Thiệp lại tạo áp lực, bản thiết kế phải đem về chuẩn bị lại. Tôi cũng hiểu được đối phương như vậy là có ý gì. Đơn giản mà nói, muốn cô đem phương án qua. Đừng... Vương Tổng, ông đừng nói nữa. Dung Ân biết mọi người khó xử, để tôi đi gặp hắn. Dung Ân đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Trần Kiều đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, cái loại ung dung mà chắc chắn cô đi vào này, và nụ cười đó làm Dung Ân không khỏi sinh chán ghét. Ngày xưa là bạn tốt, hôm nay lại muốn dùng phương thức này để gặp nhau. Ân Ân, em cuối cùng cũng chịu gặp anh. Cô đứng ở cửa cũng không đến gần. Trần Kiều, anh làm như vậy là có ý gì? Ân Ân, anh đã nói rồi, anh sẽ không buông tha em, cho nên anh liền dùng cách này. Dung Ân chợt cảm thấy đau lòng. Ban đầu tôi bị buộc ở lại cám dỗ, sau đó lại gặp gỡ Nam Dạ Tước. Anh không phải từ trước đến giờ đổi cái loại thủ đoạn này căm thù đến tận xương tủy à? Tại sao đến giờ hắn dùng thủ đoạn mà người khác đã dùng qua lần nữa tổn thương cô? Cô vô cùng suy nghĩ. Nếu như kỵ chỉ có như vậy mới có thể làm cho em khuất phục, anh tình nguyện thử. Ý tứ của Trần Kiều rất đơn giản. Ban đầu Nam Dạ Tước làm như vậy mới giữ được em, cho nên anh không quan tâm. Nhưng là tôi quan tâm. Dung Ân đi lên trước mấy bước, hai mắt nhìn thẳng theo dõi hắn. Lúc tôi ở bên cạnh Nam Dạ Tước, ở bên cạnh hắn không có người phụ nữ khác. Anh có thể sao? Tôi có thể. Dung Ân gật đầu, đồng thời mở miệng. Lúc tôi ở bên cạnh hắn, hắn nói muốn cưới tôi. Trần Kiều, anh có thể sao? Hắn bị ánh mắt của cô đe dọa, đem ánh mắt rời đi hướng khác. Hắn á khẩu không trả lời được. Cho đến lúc ngẩng đầu lên, Dung Ân mới nhìn thấy bên trong hai con mắt hiện đầy u ám. Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước. Ân Ân, mỗi câu trong lời nói của em tại sao đều là hắn? Người em yêu không phải là Diêm Việt sao? Dung Ân há miệng ra, một lát sau mới tìm cho mình một lý do. Bởi vì Việt chưa từng ép tôi cái gì cả. Ừ, anh đồng ý với em, anh có thể cưới em. Trần Kiều đứng lên, thân thể cao lớn ngăn cản ánh sáng từ cửa sổ lá sách chiếu vào. Chỉ cần anh làm cho tập đoàn Viễn Thiệp đi vào quỹ đạo, anh nhất định cưới em. Nói cách khác, anh muốn tôi đợi. Ân Ân, anh sẽ không để cho em đợi quá lâu. Thế vậy thì hộ vị hôn thê kia của anh thì sao? Có lẽ anh sẽ lấy cô ấy sau khi công ty ổn định, thì một cước đá văng cô ta, phải không? Dung Ân trợn to hai mắt. Trần Kiều lúc trước, cô rốt cuộc không biết bao nhiêu chuyện về anh ta nữa. Hắn không trả lời thẳng. Ân Ân, người anh yêu chính là em. Trần Kiều. Dung Ân xoay người không chút nào lưu luyến. Nhưng tôi không yêu anh. Nếu quả thật anh muốn làm cho tôi cùng đường, tùy anh. Cô mở cửa. Mấy năm rồi hoàn toàn không thay đổi, chỉ có Diêm Việt. Anh sống ở thế giới của mình. Thật ra thì như vậy không phải là anh không có hạnh phúc. Thực tế quá tàn nhẫn. Nó buộc con người ta trợn to hai mắt, nhìn rõ người bên cạnh. Mọi người bị các loại áp lực vội vã biến thành người dữ tợn. Cô không muốn nhìn cũng chẳng có cách nào.
Mấy cây bạch quả hẳn là vẫn còn ở ngôi trường đó. Khi bọn họ ở đó cầm sách chơi đùa ở dưới, có đôi khi lén lút ở thân cây mà đánh xì phé. Nhưng bọn họ hôm nay âm dương cách biệt, càng xa hơn cách cả lòng người. Lúc Dung Ân đi ra ngoài, ánh mắt cả đám đồng nghiệp đều thật quái dị. Thử nghĩ xem, cô cũng thật liên lụy nhiều người, giật tôn của Tức Thức, hơn nữa hiện tại lại là Trần Kiều. Trở lại bàn làm việc, Lý Hủy không yên tâm đi tới. Ân Ân, không có sao chứ? Ừ, không có chuyện gì. Dung Ân cầm lấy tờ giấy trên bàn. Trần Kiều sau đó liền ra khỏi phòng họp. Vương Tổng theo ở phía sau đưa tiễn, nhưng sắc mặt xanh mét, cơ hồ không có ý định chào hỏi liền rời đi. Dung Ân nhớ được hôm nay là ngày mấy, cô không nói với ai. Lúc tan việc, Lý Hủy còn muốn mời cô ăn cơm, nhưng Dung Ân vẫn từ chối, nói muốn chính mình có việc, muốn nhanh chóng về nhà. Lúc ra khỏi công ty, bầu trời hơi mờ mịt, gió lạnh cuồn cuộn nổi làm cho lá rụng đầy mặt đất, bay xuống rất nhiều. Cô ở ven đường gọi xe, nhưng không phải là hướng đi về nhà. Hai tay Dung Ân đặt trên đầu gối, đầu dựa vào bên cạnh cửa sổ xe. Phía ngoài gió lạnh xào xạc, thời điểm dừng ở ngã tư, có thể thấy ven đường lá rụng chất thành một mảng dày. Qua mấy con đường, cô không phát hiện, từ phía sau dẫn đến cuối, có một cỗ xe thể thao màu đen đi theo. Đến nghĩa trang, Dung Ân xuống xe đi vào. Cô mua hai bó hoa, theo thềm đá tới trước mộ Diêm Việt. Nam Dạ Tước cũng không có cùng theo, anh đứng phía sau một lùm cây tùng bách tươi tốt, sau kính đen màu trà là hai mắt lộ ra âm độc, ánh mắt vì vậy mà trở lên ngày càng lạnh. Cô tới chỗ này chỉ vì tế bái Diêm Việt, hôm nay là ngày mấy, cô làm sao có thể nhớ được. Chỉ cần là về Nam Dạ Tước, cô sẽ hết thảy không nhớ ở trong lòng. Nam Dạ Tước biết rõ. Mặc dù sớm biết như vậy, nhưng vẻ thất vọng này vẫn là tự nhiên mà có. Tay phải Nam Dạ Tước đặt tại bên người, chiếc nhẫn trên ngón út của anh lóe sáng, kích cỡ thích hợp. Dung Ân tới trước mộ Diêm Việt, đứng yên thật lâu. Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ở sau bóng cây xoay người rời đi. Dung Ân đem một bó hoa đặt ở trước mặt Diêm Việt. Hôm nay là ngày mấy, cô hẳn nhớ rất rõ là sinh nhật Nam Dạ Tước. Trên cánh tay, hoa bách hợp đua nhau nở rộ, mùi thơm ngào ngạt. Cô dựa vào trí nhớ, đi tới đống đất trước kia. Chỗ này đã sớm bị mưa cọ rửa thành bình địa. Cô dừng lại bước chân, đem hoa để trên mặt đất. Ngày này một năm trước, cô lần đầu tiên là tặng quà cho Nam Dạ Tước, là một chiếc ví nam, anh rất thích, còn bỏ hình của cô ở bên trong. Hai tay Dung Ân cho vào trong túi quần, bình tĩnh đứng ở đó. Qua thật lâu sau, cô mới rời đi. Ngày thứ hai đi làm, đôi mắt thâm quầng, Lý Hủy nhất định nghĩ cô đã khóc, tinh thần nhìn qua rất uể oải. Bên trong phòng họp, nội thất thay đổi hoàn toàn, bởi vì giám đốc Tước Thức sẽ đến. Dung Ân hoài nghi công ty nhỏ bé này thật sự trở thành miếng bánh ngọt. Duật Tôn đến nơi này ngược lại là vì công việc. Lúc tổ chức hội nghị, Dung Ân cùng Lý Hủy ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ. Vương Tổng đang cặn kẽ giới thiệu với các cô phương án kỳ này. Ngón tay người đàn ông thon dài quay bút, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào trên mặt Dung Ân. Ngày hôm qua, cô nhất định làm Nam Dạ Tước không thoải mái, bằng không hắn cũng sẽ không tự chuốc rượu mình như vậy vào ngày sinh nhật. Duật Tôn ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Dung Ân, phải nói cô gái này xinh đẹp có xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng không hợp vị của hắn. Hắn chỉ nghĩ không ra Nam Dạ Tước vừa ý cô ở điểm nào. Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng hắn cũng chỉ chơi đùa, vì sao phải mê luyến một người tự tay đem mình đẩy vào chỗ chết. Dung Ân đang nhíu chân mày, nghiêm túc ghi lại cái gì đó. Cô chợt ngẩng đầu, tầm mắt liền cùng cặp mắt sâu xa kia của người đàn ông đột ngột nhìn nhau.
hai đầu lông mày cô nhíu lại càng lợi hại, không mở mắt, thần sắc tựa hồ mang theo khinh thường. Cũng vậy, ở trong mắt cô, Duật Tôn cùng Nam Dạ Tước ban đầu không có gì khác biệt, ác liệt, thích chơi trò của kẻ có tiền. Hội nghị chuẩn bị kết thúc, Duật Tôn tổng kết lại mấy câu, lúc này mới tuyên bố tan họp. Dung Ân thu thập xong đồ, đứng dậy vừa muốn rời đi. Đợi chút, người đàn ông gõ mặt bàn. Có chuyện tôi quên mất chưa nói. Tước Thức khi mở rộng tại thành phố Bạch Sa là một đảo nhỏ tư nhân, phong cách kiến trúc bên trong cùng các thiết kế trước mắt của các người có rất nhiều tương đồng. Nếu như chúng ta muốn hợp tác lâu dài, tôi đề nghị công ty có thể tổ chức đi ra ngoài đó khảo sát, coi như là đi du lịch. Wow, có đồng nghiệp thán phục, vui vẻ trên mặt mọi người hiện rõ. Lý Hủy tất nhiên cũng rất vui vẻ, lôi kéo tay áo Dung Ân, phát ra ánh mắt vui mừng. Đương nhiên, chờ nhờ Duật Tổng để mắt, chúng ta đương nhiên là muốn hợp tác lâu dài. Tốt, tiền định là vào ngày Chủ nhật này đi, phí tổn sẽ do Tước Thức trả. Ra khỏi phòng làm việc, mọi người vui vẻ thảo luận. Wow, đảo tư nhân, chủ nhân kia rất định là một đại gia. Ân Ân, Lý Hủy ngồi vào kế bên người cô. Kể từ khi rời Tước Thức, mình thật chưa từng đi chơi, đều sắp bí bách muốn chết. Dung Ân cười, đây là đi khảo sát, cũng không hẳn là đi chơi. Nếu sau khi trở về không thu được lợi ích, để xem sau này người nào còn cho cậu đi chơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến Chủ nhật. Một đoàn người xuất phát, đi bằng cano. Nước sông mang theo vị mặn sáp xộc vào. Lúc tới đảo, ngay cả Dung Ân cũng không khỏi sợ hãi mà thán phục. Kiến trúc như vậy, cô chỉ thấy qua trên TV. Đi qua bờ cát nhân tạo, đưa mắt nhìn lại, phong cách đó không xa, phòng ốc mang đầy phong cách của châu Âu, có điểm giống những tòa thành thời cổ xưa. Hơn nữa cái đảo này cũng rất lớn, đứng ở cửa lớn, nhìn qua mà không thấy đầu khác ở nơi nào. Dung Ân có chút mơ màng, đi qua quảng trường rộng rãi, cảm giác như vậy tựa như cô lần đầu đứng ở ngoài cửa quán bar cám dỗ. Cửa lớn mở rộng giống như là miệng dã thú đang há ra. Thiết kế bốn phía phòng ốc cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Bể bơi nhân tạo khổng lồ, vườn hoa, vườn trái cây, trường đua xe. Tóm lại là cái gì cũng có thể nghĩ đến, cái gì cần đều có. Mau vào thôi, thật đẹp quá, muốn nhìn một chút bên trong như thế nào. Lý Hủy không thể chờ được, kéo tay Dung Ân đi vào. Qua cửa lớn trong nháy mắt, gió lạnh đập vào mặt, lạnh lẽo tận xương. Tòa nhà này có mấy tầng lầu, Duật Tôn đã từng thông báo qua. Bọn họ buổi tối có thể ở lầu 2, bên trong có đầy đủ phòng. Dung Ân cùng Lý Hủy ở một chỗ, nhìn bên trong chủ yếu là u ám. Nếu hai người ở, đến tối cũng sẽ đỡ sợ hơn. Duật Tôn suy nghĩ vô cùng chu đáo, còn có các đầu bếp đặc biệt nấu cơm, mùi vị rất tuyệt. Mỗi người đều nói không uổng công chuyến đi này, cảm giác giống như là đi châu Âu. Xế chiều đi khảo sát một vòng, lúc trở lại mệt mỏi đi không nổi, Dung Ân ngắm nhìn bốn phía, cảm giác nơi này không hề giống theo như lời Duật Tôn. Từ bố cục cùng những bức danh họa bên trong có thể thấy, nơi này như thế nào cũng có thể tìm ra hơi thở của con người tồn tại. Ôi mệt chết đi được. Lý Hủy tháo giày, tứ chi mở ra nằm trên giường. Ủa, nơi này nếu mà nhà mình thì tốt, cả đời không cần làm việc, hưởng thụ cuộc sống, có người hầu kẻ hạ. Cậu ấy, Dung Ân tắm rửa qua, sau đó cũng nằm chết dí bên cạnh Lý Hủy. Nơi này trống rỗng thì có cái gì tốt? Mình cảm thấy có loại cảm giác u ám kinh khủng ấy. Dung Ân nghiêng đầu, lại thấy Lý Hủy đã ngủ. Cô vén chăn lên đắp cho cô gái. Hôm nay quả thật đã mệt mỏi, cô trở người cũng không lâu, liền chìm vào giấc ngủ say. Cửa phòng vốn khóa trái, lúc đến nửa đêm lại bị người từ bên ngoài nắm cửa vặn mở. Bên trong tối đen như mực, đưa tay cũng không thấy được năm ngón.
Người đàn ông có thể vào như vậy thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn vòng qua ghế salon, bước tới trước giường lớn, nhẹ kéo màn cửa sổ. Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi lên khuôn mặt Dung Ân đang ngủ an tĩnh trên giường. Hắn cũng không có ý định là ẩn núp trong bóng tối, hắn sẽ để Dung Ân biết hắn còn sống, cơn ác mộng của cô vẫn còn. Nam Dạ Tước quỳ gối đứng bên giường, ngón tay thon dài khoa gương mặt non mịn của Dung Ân, cảm giác tiếp xúc quen thuộc lưu luyến nơi lòng bàn tay. Vì lần gặp mặt này, Nam Dạ Tước hao tốn không ít tâm tư, chính là muốn cho Dung Ân cái vui mừng, làm cho cô kiếp này cũng vĩnh viễn không quên được. Có lẽ cô mở mắt là có thể nhìn thấy hắn. Nam Dạ Tước không khỏi tò mò, đến lúc đó Dung Ân sẽ có vẻ mặt thế nào? Giật mình, sợ hãi hay là hoảng hốt? Có lẽ hay nhất vẫn là nên hoảng hốt. Duy nhất không sẽ có là mừng rỡ, không bao giờ có mừng rỡ. Dung Ân ngủ rất sâu, cô lật thân, cánh tay tự nhiên mở ra, cô vuốt nhẹ nhẹ bên cạnh chỗ lạnh như băng. Dung Ân không mở mắt, chẳng qua là lẩm bẩm: "Hủy." Không có người nào trả lời, Dung Ân đưa tay phải thử dò xét, xác định không có ai, cô âm thầm lẩm bẩm: "Đi đâu?" Dung Ân còn buồn ngủ mà mở mắt, cô nhìn lên trần nhà, vội vươn tay sờ soạng, ánh mắt vì vừa mới tỉnh ngủ nên từ mông lung chuyển thành kinh ngạc, cô vội vàng nhìn khắp bốn phía. Hết chương 124. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật những tập tiếp theo.